Huỳnh Hiểu Minh chính thức lên tiếng cảm ơn vợ, phủ nhận ly hôn với Angela Baby. Hơn 2 năm gần đây, trên mạng liên tục lan truyền đồn đoán về mối quan hệ hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby. Dù thỉnh thoảng, cả hai phủ nhận tin đồn ly hôn bằng cách khởi kiện anti-fan hay cùng sử dụng đồ đôi với nhau, nhưng động thái của họ chẳng hề tương tác, xem đối phương như người xa lạ. Đặc biệt, cả hai chưa bao giờ trực tiếp lên tiếng làm rõ trước những tin tức thất thiệt về cuộc hôn nhân giữa mình. Chính vì thế, những kiểu tin Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đã ly hôn chẳng bao giờ chấm dứt được hoàn toàn. Mới đây, truyền thông Hồng Kông bất ngờ đăng tin độc quyền về Huỳnh Hiểu Minh. Nam diễn viên đã trả lời phỏng vấn về chủ đề hôn nhân của mình. Huỳnh Hiểu Minh tự mình bác bỏ tin đồn ly hôn với Angela Baby. Không phải sự thật, tôi với Baby không có ly hôn, cũng không hề có chuyện tôi ngoại tình với những người phụ nữ khác. Không nên tin những tin tức bịa đặt này, đều là tin giả hết. Ngoài ra, Huỳnh Hiểu Minh cũng gửi lời cảm ơn đến Angela Baby vì sự đồng hành và kiên trì của bà xã, anh bày tỏ. Vào giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, vợ tôi Angela Baby đã không rời bỏ tôi và kiên trì cùng nhau chống đỡ đến cùng. Đây là lần đầu tiên Huỳnh Hiểu Minh thẳng thắn nói về cuộc hôn nhân của mình và trực tiếp phủ nhận tin đồn ly hôn với Angela Baby. Với động thái này của Huỳnh giáo chủ, fan hâm mộ có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Trước đó không lâu, trong tập phát sóng mới của chương trình Nhà hàng Trung Hoa, Huỳnh Hiểu Minh đã thổ lộ với người đồng nghiệp Triệu Lệ Dĩnh rằng anh muốn vợ chồng anh có đứa con thứ hai. Và thật tuyệt nếu đó là một cô con gái. Trước lời bày tỏ này, Triệu Lệ Dĩnh dục nam tài tử nhanh chóng cho cậu cả Tiểu Hải Miên một cô em gái. Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby làm đám cưới vào năm 2015 sau 5 năm hò hẹn. Tính đến nay, họ đã ở bên nhau hơn 10 năm và có một cậu con trai chung. Trong giai đoạn mới kết hôn, Huỳnh Hiểu Minh nhiều lần lên tiếng khen vợ trước truyền thông và gọi Angela Baby là công chúa của anh trong ngày cưới. Hai người được người hâm mộ và truyền thông gọi là một trong những cặp tình nhân đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, từ cuối năm 2018, tin đồn cặp đôi rạn nứt tình cảm, ly thân rồi ly hôn liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Thời điểm đó, Huỳnh Hiểu Minh bị cáo buộc kê khai gian lận và thao túng thị trường cổ phiếu. Nhưng Angela Baby không lên tiếng bình luận hay động thái bên vực chồng. Từ đó, tin đồn hôn nhân rạn nứt giữa hai người liên tục xuất hiện. Nhiều lần Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đã khéo léo phủ nhận thông tin này, nhưng việc họ không còn tương tác trên mạng xã hội, không xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Huỳnh Hiểu Minh vắng mặt trong các kỳ nghỉ gia đình cùng vợ con vẫn khiến người hâm mộ tò mò. Thay vì trực tiếp công khai phủ nhận tin đồn hôn nhân rạn nứt, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby vẫn luôn tỏ ra là một gia đình hạnh phúc. Hồi đầu năm ngoái, vào dịp sinh nhật con trai, cặp đôi xuất hiện cùng nhau. Tới tháng 5 năm 2020, khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế, Huỳnh Hiểu Minh lại tiếp tục thổ lộ. Anh học cách nấu món ngon nhằm chiều lòng Angela Baby. Việc Huỳnh Hiểu Minh công khai thổ lộ mong muốn có thêm đứa con thứ hai và hy vọng đó là một cô công chúa, cũng là đòn đáp trả tin đồn hôn nhân rạn nứt giữa Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh.